mình đã x 200 lần tài khoản của mình chỉ từ 10 đô la lên 2.000 đô, tức tương đương khoảng 50 triệu Việt Nam đồng, mà không cần phải phân tích kỹ thuật, không cần phải đọc thông tin, không cần một người thầy hay một hội nhóm nào đứng ra để phím hàng cả. Vậy mình đã làm điều này như thế nào? Lưu ý đây là cái video chia sẻ đầy đủ nhất về cái sự kiện vừa qua mình đã x 200 lần tài khoản từ 10 đô la lên 2.000 đô, tương đương khoảng 50 triệu trong vòng một ngày. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó cũng có rất nhiều bạn bè của mình đã mua và bán Luna. Tuy nhiên thì họ lại mất toàn bộ cái số tiền mà họ có. Thế nên có thể những cái suy nghĩ hay là nhận định của mình chuẩn bị đưa ra phía dưới nó sẽ hơi khác mọi người một chút. Điều đầu tiên thì mình phải nói với các bạn rằng trước khi mình mua đồng Luna ấy, mình không biết gì về cái đồng Luna này cả. Mình không biết ai là người đứng sau nó, mình cũng không biết những cái dự án nó chạy như thế nào, cái nguyên tắc vận hành của cái đồng coin này ra sao, mình không biết một tí gì cả. Mình chỉ bắt đầu tìm hiểu về cái đồng Luna này sau khi mà mình đã mua nó và giá của nó đã pump lên rất là nhiều thì mình mới bắt đầu vào tìm hiểu thôi, chứ còn trước đó mình không hề biết gì về cái đồng Luna này cả. Bởi vì mình là một trader, mình chỉ kiếm tiền nhờ vào việc giao dịch ở trên ba cái đồng coin lớn, đó là Bitcoin này, BNB này và ETH. Và mình giao dịch future để kiếm lợi nhuận chênh lệch giữa những lần nó tăng và giảm đó. Chứ còn cái việc mà mua những cái đồng coin xổ số hay là tìm hiểu về những cái đồng coin tiềm năng như Luna như này thì thực sự mình không có nhiều kiến thức hay là kinh nghiệm ở trong cái mảng này. Vậy làm sao để một cái người không biết gì như mình lại có thể mua Luna vào đúng thời điểm và bán đi đúng lúc như vậy? Nếu các bạn nghĩ rằng đây là một điều may mắn thì hiện tại trên thị trường có khoảng 2.000 đồng coin khác nhau, và với những cái mức giá biến động hàng ngày thì có hàng tỷ lúc các bạn có thể mua những cái đồng coin này với mức giá khác nhau. Và để chọn được một cái đồng coin, mua nó đúng lúc và bán nó đúng thời điểm thì thực sự nó không phải là may mắn một tí nào cả. Và để làm được điều này thì các bạn cần phải có hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên đó chính là nó phải rẻ. Thì mình nói luôn, với những cái đồng coin như Luna này thì mình coi nó như những cái đồng coin xổ số vậy. Nó có thể x 100 lần vào ngày mai hoặc trở về không trong ngày mai cũng là một điều hết sức là bình thường. Thế nên để việc mình bắt đầu đầu tư vào một cái đồng coin xổ số nào đó thì đầu tiên nó cần phải rẻ trước đã. Nó cần phải càng rẻ càng tốt. Tốt nhất là bạn nên mua những cái đồng coin nào đó nó có trên 6 số 0 ở đằng trước. 6 số 0 trở lên nhá. 0,000000 bao nhiêu đó. Đấy, nó cần phải có 6 số 0 đằng trước. Thì với việc càng nhiều số 0 đằng trước thì cái đồng coin đó nó sẽ càng rẻ. Và nếu nó càng rẻ thì tỷ lệ nó pump lên x5, x10, x100 lên càng nhiều. Ok, tại sao mình lại nói như thế thì để mình giải thích. Ví dụ bây giờ mình có một cái đồng Bitcoin đi. Và đồng Bitcoin này vào thời điểm trước đây nó có giá là 1 tỷ một đồng Bitcoin chẳng hạn. Thì bây giờ để cái đồng Bitcoin này nó lên giá thành 10 tỷ, tức là x10 tài khoản của mình ấy, thì mình cần phải đổ vào thị trường bao nhiêu tiền? Đổ vào cái đồng Bitcoin này bao nhiêu tiền? Đúng rồi, cần phải đổ vào 9 tỷ, đúng không? Cần phải hấp thụ cái thị trường, nó cần phải hấp thụ 9 tỷ mỗi đồng Bitcoin thì cái đồng Bitcoin đó nó mới lên giá được thành 10 tỷ. Và x10 đường tài khoản nó là một cái số tiền cực kỳ lớn. Đổi lại đi, với những cái đồng coin mà nó giá trị rẻ hơn, ví dụ như những đồng coin nó có giá trị là 1.000 đồng đi, đúng không? Thì nó x10 lên tức là thành 10.000, thôi x100 lần đi thành 100.000 đi. Thì nó cần phải, cái thị trường nó cần phải hấp thụ bao nhiêu tiền vào cái đồng coin này? Đúng rồi, mỗi đồng coin sẽ cần phải hấp thụ 99.000 thôi. Chỉ cần 99.000 thôi là cái đồng coin này nó đã x100 lần rồi. Trong khi những cái đồng coin có giá trị cao như 1 tỷ thì nó cần 9 tỷ thì mới có thể x10 thôi nhá. Còn với những cái đồng coin rẻ thì chỉ cần hấp thụ một cái lượng tiền ít thôi, nó có thể x5, x10, x100 là cái chuyện hết sức bình thường. Và đây chính là đặc điểm của những cái đồng coin xổ số, hay chúng ta hay gọi là những cái đồng coin rác ấy. Đó là nó có rất nhiều những cái số 0 đằng trước. Đặc biệt nhất thì chắc các bạn cũng phải nghe đến là Shiba Inu 0,00000 bao nhiêu đó. Đó. Ok, vậy tóm lại cái điều kiện đầu tiên để có thể x5, x10, x100 lần tài khoản của mình là cái đồng coin đó nó phải rẻ trước đã. Thế bây giờ trên thị trường nó có hàng trăm những cái đồng coin giá rẻ này thì mình cứ mua hết à? Mua cả Shiba Inu, mua cả các cái đồng coin Baby Shiba Inu gì đó à? Và mong một cơ hội một ngày nào đó nó sẽ pump lên và mình sẽ kiếm được x5, x10 à? Không có đâu. Từ từ đã, để một cái đồng coin được coi là xổ số tốt và tỷ lệ thắng nó cao ấy thì nó cần thêm một cái điều kiện thứ hai nữa. Điều kiện thứ hai đó chính là cơ hội. Nếu bây giờ các bạn mua những cái đồng coin có nhiều cái số 0 đằng trước và rất là nổi tiếng giống như kiểu là Shiba Inu chẳng hạn, và mong rằng sau này một vài ngày nữa nó sẽ x5, x10 hoặc x100 lần lên, thì mình thấy rằng cái việc các bạn đầu tư như thế nó rất là rủi ro. Tất cả mọi người đều đang mua Shiba Inu và đợi một ngày nào đó, đợi một người nào đó vào, đổ tiền vào để cái đồng Shiba Inu này nó tăng lên, nó tăng cao lên thì họ bắt đầu xả ra. Vậy bạn nghĩ rằng ai sẽ là người đó? Chẳng ai mặn mà gì đến những cái đồng coin này lao đầu vào mua để các bạn xả cả. Bởi vì mình biết rất nhiều người đang mua rất nhiều Shiba Inu
và đợi một lúc nào đó một ai đó bỏ một khoản tiền lớn vào và giá Shiba Inu tăng lên thì họ bắt đầu xả ra. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể tìm được những cái đồng coin có cơ hội, những cái đồng coin xổ số có tỷ lệ thắng cao, những cái cơ hội tốt? Thì bây giờ mình sẽ giải thích như thế này nhé. Ví dụ như ngày mai đi, toàn thế giới cấm Bitcoin. Tất cả các quốc gia đều cấm Bitcoin và không ai trên thế giới này cho phép giao dịch Bitcoin nữa. Và giá Bitcoin nó bắt đầu lao dốc không phanh. Và mình lấy ví dụ thôi nhé, là giá Bitcoin sẽ về 1 đô la. Thì các bạn nghĩ các bạn có bỏ 10 đô la ra để mua 10 đồng Bitcoin vào cái thời điểm đó hay không? Các bạn mua hay không thì mình không biết, nhưng mình chắc chắn sẽ là người bỏ 10 đô la để mua Bitcoin vào cái thời điểm đó. Và với 10 đô la mình có thể mua được 10 đồng Bitcoin. Và nếu giá Bitcoin có trở về không đi chăng nữa thì mình vẫn chỉ mất có 10 đô la mà thôi. Nhưng trong trường hợp nếu giá Bitcoin được phục hồi được lại, nó tăng trở lại thành 1.000 đô thì mình đã kiếm được 10.000 đô rồi, tương đương với khoảng gần 250 triệu Việt Nam đồng rồi. Tức là nếu mình mất ý, mình mất rất là ít, mình mất 10 đô la thôi. Nhưng trong khi nếu khi mà mình được thì mình sẽ được rất nhiều. Và đây chính là cái điểm mấu chốt khác biệt giữa đầu tư và cờ bạc. Với cờ bạc, ví dụ các bạn chơi tài xỉu, chẵn lẻ, đỏ đen gì đó thì các bạn bỏ 10 đô la ra, nếu bạn thắng bạn sẽ được 20 đô, bạn thua bạn mất 10 đô. Đó, rất là bình thường thôi. Còn nếu nói về lĩnh vực đầu tư ấy, thì các bạn có thể tìm được những cái cơ hội rất là tốt. Các bạn mất thì các bạn sẽ chỉ mất tầm 10 đô thôi, nhưng nếu các bạn được, các bạn có thể được 100 đô, 1.000 đô hoặc 10.000 đô là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra trên thị trường này. Và đây chính là cách để phân biệt một nhà đầu tư với một con bạc nó khác nhau như thế nào. Và đó cũng là những cái suy nghĩ của mình khi mà Luna trở về giá 0,000025. Đó, thì mình bỏ đúng 10 đô la thôi, chỉ 10 đô la ra thôi. Và mua được hơn 4 triệu đồng Luna trong cái thời điểm đó. Và khi giá của Luna nó tăng lên ấy, thì mình đã kiếm được 200 lần tài khoản của mình. Đó là kiếm được 2.000 đô. Ok, có thể nếu mà mình nói đến đây sẽ có nhiều bạn hỏi mình, cái đồng Luna nó đã từng có lúc lên đến 120 đô mà. Vậy tại sao anh lại biết nó về cái giá 0,00 bao nhiêu đấy để mua, trong khi giá nó đang giảm xuống? Ví dụ tại sao anh không mua nó ở 10 đô la, anh không mua nó ở 1 đô la mà lại phải mua nó ở 0,000 bao nhiêu đó? Làm sao anh biết được điều đó để mà mua? Thì như mình nói ban đầu ấy, mình không biết cái đồng Luna này nó là cái đồng gì cả. Và vào cái thời điểm mà mình biết đến cái đồng Luna này này thì mình coi nó như là một cái đồng coin xổ số, một cái đồng coin rác. Thế nên là với cái giá là 10 đô la hay 1 đô la thì vẫn là quá đắt so với những cái đồng coin xổ số. Và cái điều kiện đầu tiên mà mình vừa nói với các bạn ấy, đúng rồi, là nó cần phải có nhiều số 0 đằng trước và nó càng rẻ càng tốt. Và thế nên là mình quyết định mua cái đồng Luna vào cái thời điểm mà nó có 6 số 0 ở đằng trước đó. Và vào cái thời điểm đấy, nếu mà các bạn nhìn biểu đồ thì các bạn sẽ thấy là các cái biên độ dao động của nó rất ít. Hầu như không còn ai mua ai bán, nó cạn kiệt cả lực mua lực bán rồi. Tất cả mọi người đều mong bán ra để xả hàng. Trong khi đó những cái lệnh mua thì nó rất ít, nó đẩy cái giá xuống rất là rẻ. Và mình đã quyết định mua vào cái thời điểm đó. Nếu mình nhớ không nhầm thì đó là vào 9 giờ sáng ngày 13 tháng 5. Bạn có thể lật lại cái biểu đồ lúc đó để có thể xem. Ok, nếu bây giờ các bạn hỏi mình là mình còn đang giữ những cái đồng Luna này hay không, thì hiện tại thì mình vẫn còn đang giữ một nửa. Thì như các bạn biết là mình đã bán một nửa ra để chốt lời rồi. Còn một nửa cái số Luna còn lại thì mình giữ lại để coi như là một cái kỷ niệm, một cái bằng chứng mình đã x200 lần tài khoản của mình chỉ trong vòng một ngày. Còn thực ra cái việc mình kiếm tiền chính ở trên cái thị trường này là nhờ mình giao dịch future ở trên Binance, giao dịch 3 cặp thôi, Bitcoin này, ETH và BNB. Và nhờ vào những cái biến động lên xuống của nó mà mình đã phân tích thì mình sẽ kiếm được những cái khoản lợi nhuận nho nhỏ. Trung bình trong một tháng vừa rồi, nếu mà mình không tính cái vụ Luna nhá, thì mình vẫn có thể kiếm được đâu đó rơi vào khoảng tầm hơn 100 triệu. Đây mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây các bạn có thể thấy là vào đầu tháng 6 vừa rồi mình đã bán đâu đó hai cái khoản này rơi vào khoảng tầm trên 90 triệu rồi. Đây, và thêm những cái khoản 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu phía trên này nữa thì tính ra cũng hơn 100 triệu trong tháng vừa rồi. Và tất cả đều là bán USDT hết nhá. Đấy ạ, tất cả đều đã bán hết chứ mình không có mua vào đâu. Mình không mua vào bán ra để làm màu cho các bạn làm gì. Đây toàn bộ là cái tiền mình kiếm được ở trên cái thị trường này và mình bán USDT ra để lấy tiền về trong tài khoản ngân hàng của mình nhá. Thế nên cái việc mình chia sẻ những cái kiến thức hay những cơ hội chơi xổ số ở trên cái thị trường này ấy, nó chỉ là một cái tài liệu tham khảo mà thôi. Chứ các bạn không nên dùng đây là cái cách kiếm tiền chính, bởi vì nhiều khi cái cơ hội ấy, nó cần phải đợi rất lâu nó mới có thể xuất hiện được. Mà các bạn đợi được đến cái lúc đó thì nhiều khi các bạn cũng tiêu hết tiền rồi. Hoặc các bạn quá chú tâm vào cái việc đánh xổ số như thế này mà nhiều khi các bạn nóng ruột quá, các bạn muốn x5, x10 trong ngày hôm nay, ngày mai, thì các bạn bắt đầu chọn những cái đồng coin không tốt, những cái cơ hội không tốt các bạn tham gia vào.
mà mình biết nhiều bạn có máu cờ bạc, nghiện đánh xổ số kiểu như thế này. Thế nên là mong muốn x5, x10 chỉ trong vòng ngày hôm nay, ngày mai. Thế nên các bạn đã chọn phải những cái đồng coin không tốt, những cái cơ hội không tốt để đầu tư tiền vào, dẫn đến là việc mất tiền ở trên cái thị trường này. Ok, dù sao đi chăng nữa thì với cái kinh nghiệm x200 lần tài khoản của mình từ con Luna thì mình có đưa ra được hai cái điều kiện phía trên. Mong rằng những cái kiến thức này có thể giúp ích được bạn. Các bạn nên nhớ rằng kiến thức thì có thể học, nhưng cơ hội thì không phải lúc nào cũng có. Thế nên ở trên cái thị trường đầu tư và đặc biệt là cơ hội rất là quan trọng như thế này, thì các bạn cần phải học hỏi trước để khi cái cơ hội nó đến thì các bạn có thể nhận biết và nắm bắt được nó. Còn nếu các bạn muốn biết mình kiếm 100 triệu một tháng trên cái thị trường này như thế nào, cách giao dịch của mình ra sao, mặc dù là Bitcoin đang giảm và hoặc là giao dịch rất là thấp như vậy mà mình vẫn kiếm được lợi nhuận ở trên thị trường, thì mình sẽ chia sẻ rõ ràng hơn ở những cái video sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.